Chào mừng các em quay trở lại với chuyên đề lý luận văn học của blog Chuyên Văn. Các em ạ, một tác phẩm sâu sắc, một tác phẩm sống mãi là một tác phẩm không bao giờ chạm đáy. Nhưng mà khi sáng tác ra thì số lượng con chữ sẽ không thay đổi, văn bản sẽ là cố định. Vậy thì làm sao một tác phẩm sẽ là một tác phẩm không bao giờ chạm đáy, để cho dù người thời nào họ đọc vào thì họ cũng cảm thấy rằng là có điều gì đó mới mẻ và tác phẩm cứ thế hấp dẫn họ mãi. Do đâu vậy các em? Đó chính là do quá trình tiếp nhận văn học. Như vậy thì quá trình tiếp nhận văn học là gì? Và quá trình tiếp nhận văn học có vai trò như thế nào trong cái quá trình vận hành của đời sống văn học? Và những cái tính chất quan trọng của quá trình tiếp nhận là gì? Thì tất cả những điều đó chúng ta sẽ trao đổi trong bài học ngày hôm nay. Đó là bài tiếp nhận văn học. Về mục tiêu bài học, bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là sau khi học xong em trình bày được những cái tính chất của quá trình tiếp nhận. Và mục tiêu thứ hai đó là sau khi học xong thì em trình bày được các cấp độ của quá trình tiếp nhận. Những điều này sẽ là những cái trọng tâm trong bài học ngày hôm nay của chúng ta. Trước khi vào với những kiến thức mới thì thầy cùng các em ôn lại một kiến thức cũ, đó là đời sống văn học. Chúng ta có một sơ đồ diễn tả đời sống văn học. Đời sống văn học vận hành dựa vào 4 yếu tố. Thứ nhất là hiện thực, thứ hai là nhà văn, thứ ba là tác phẩm, thứ tư là người đọc. 4 yếu tố này tương tác qua lại với nhau thì đời sống văn học được vận hành. Vậy thì từng yếu tố tương tác với nhau như thế nào? Ở đến đây em có thể tạm thời pause clip này lại và chia sẻ suy nghĩ với các bạn. Đời sống văn học vận hành như sau. Thứ nhất là tương quan giữa hiện thực và nhà văn. Nhà văn sống trong hiện thực cho nên tất cả những gì xảy ra trong hiện thực đó đều tác động đến nhà văn. Hiện thực đó là những cho nhà văn trải nghiệm, hiện thực đó cho nhà văn cảm hứng để nhà văn sáng tạo. Nhưng mà ngược lại, nhà văn là một chủ thể sống trong hiện thực đó nên nhà văn cũng góp phần tác động, xây dựng, thay đổi, cải tạo hiện thực. Mối quan hệ thứ hai là tương quan giữa nhà văn và tác phẩm. Đương nhiên nhà văn là người kiến tạo nên tác phẩm, nhà văn sáng tạo ra tác phẩm. Tác phẩm từ những cái cảm hứng mà hiện thực trao cho nhà văn thì anh ta đã thai nghén những cái ý tưởng, những cái hình tượng và rồi dùng chính ngôn từ của mình để tạo nên tác phẩm. Nhưng mà ngược lại, tác phẩm cũng làm nên nhà văn. Cứ mỗi lần viết xong một tác phẩm, nhà văn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều về kỹ thuật viết, về tư tưởng, về suy nghĩ. Đó là quá trình nhà văn đối thoại với tác phẩm và đối thoại với chính mình. Mối quan hệ thứ ba là mối quan hệ giữa người đọc và tác phẩm. Người đọc đọc tác phẩm và trong quá trình người đọc đọc tác phẩm thì người đọc kiến giải nghĩa của tác phẩm, tìm thêm những tầng nghĩa mới cho tác phẩm và đào sâu thêm những cái ý nghĩa của tác phẩm. Nếu như không có người đọc đọc vào thì những gì viết ra chỉ là văn bản mà thôi. Nó không thể sống dậy được, nó không thể trở thành tác phẩm được. Ngược lại, tác phẩm sẽ tác động vào người đọc, tác động thông qua những chức năng của văn học giúp cho người đọc mở mang về tinh thần, về cảm xúc, về nhận thức, về những giá trị giáo dục, về thẩm mỹ. Mối tương quan cuối cùng là mối tương quan giữa hiện thực và người đọc. Người đọc cũng là một người sống ở trong hiện thực, cho nên tất cả những gì xảy ra trong hiện thực sẽ tác động đến người đọc và sẽ chi phối cái việc mà người đọc đọc tác phẩm văn học. Nhưng mà ngược lại, người đọc cũng là một chủ thể sống trong hiện thực đó. Bởi vậy cho nên người đọc cũng có thể trực tiếp tác động vào hiện thực cuộc sống, thay đổi, cải tạo hiện thực cuộc sống. Và văn học, một hình thái ý thức xã hội, một khách thể tinh thần, tự thân nó không thể tác động vào hiện thực, mà nó phải tác động thông qua một lực lượng vật chất, đó là người đọc, là con người. Và chính lực lượng người đọc, lực lượng con người đã hiện thực hóa những cái chức năng của văn học để cải tạo, làm cho hiện thực cuộc sống tốt đẹp hơn. Như vậy thì dựa vào sơ đồ đời sống văn học, ta tạm chia 4 thành phần này thành 2 nửa tam giác, và đó là 2 nửa quá trình sáng tạo và quá trình tiếp nhận. Quá trình sáng tạo sẽ bắt đầu từ hiện thực đến nhà văn và kiến tạo nên tác phẩm, và quá trình tiếp nhận sẽ là nửa vòng tròn còn lại, đi từ tác phẩm đến người đọc và quay trở về hiện thực cuộc sống. Như vậy thì tiếp nhận văn học là gì vậy? Tiếp nhận văn học là hoạt động tiêu dùng, thưởng thức, phê bình văn học của độc giả thuộc nhiều loại hình, nhiều trình độ khác nhau. Đó là quá trình độc giả thông qua việc đọc để lĩnh hội, chiếm lĩnh tác phẩm. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng tiếp nhận văn học không chỉ đơn giản là cầm một tác phẩm văn học lên và đọc, mà nó còn phải là lĩnh hội, là chiếm lĩnh tác phẩm, tức là phải hiểu những tầng sâu của văn bản,
phải trải nghiệm những cái cảm xúc, những cái tư tưởng tình cảm mà tác phẩm đó gửi gắm, và phải lĩnh hội được những cái thông điệp, những cái triết lý từ tác phẩm, và cuối cùng thì vận dụng vào đời sống. Khi đó thì chúng ta mới lĩnh hội và chiếm lĩnh tác phẩm văn học. Như vậy thì tiếp nhận văn học có vai trò gì? Quay trở lại với sơ đồ lúc nãy của chúng ta, thì chúng ta biết rằng là tiếp nhận văn học bắt đầu đi từ tác phẩm đến người đọc và quay trở về hiện thực. Như vậy với mỗi đối tượng này thì tiếp nhận văn học đều có vai trò riêng của nó. Đối với tác phẩm thì tiếp nhận văn học khiến cho người đọc kiến tạo nghĩa mới cho tác phẩm, khiến cho tác phẩm luôn luôn sinh sôi về nghĩa, và như vậy thì nó có được chiều sâu, nó không chạm đáy, nó trở nên bất tử. Về phía người đọc thì quá trình tiếp nhận giúp cho người đọc trưởng thành hơn khi đọc. Và cuối cùng về phía hiện thực thì quá trình tiếp nhận khiến cho người đọc thay đổi, và chính sự thay đổi đó trở thành những cái cách sống, những cái lối sống, những hành vi, những cái hoạt động mà giúp tác động vào hiện thực. Có thể là chiều hướng tốt, có thể là chiều hướng xấu, nhưng những tác phẩm chân chính thì thường là chiều hướng tốt. Vậy thì quá trình tiếp nhận có những tính chất gì vậy? Chúng ta cùng đến với một ví dụ. Ở trong lớp học văn thì thầy giáo yêu cầu vẽ chân dung nhân vật Thúy Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Ba bạn đầu tiên thì cho ra sản phẩm như sau: bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ hai, bức tranh thứ ba, và cả lớp chẳng ai ý kiến gì cả. Đến bạn thứ tư thì bạn đưa ra bức tranh này và khăng khăng rằng đó là Thúy Kiều. Cả lớp bắt đầu xôn xao. Vậy thì theo em, bức tranh này mà nói là Thúy Kiều thì có chấp nhận được không? Từ ví dụ trên, hãy cho biết quá trình tiếp nhận có những tính chất gì. Tại sao ba bức tranh đầu tiên rất là khác nhau, cùng vẽ Thúy Kiều, chẳng bức nào giống bức nào, nhưng mà mọi người đều chấp nhận nó, còn tới bức thứ tư thì mọi người lại bắt đầu xôn xao? Em có thể pause clip ngay chỗ này và chia sẻ suy nghĩ với các bạn. Như vậy thì từ ví dụ trên, hãy cho biết quá trình tiếp nhận có những tính chất gì. Quá trình tiếp nhận sẽ có hai tính chất quan trọng. Thứ nhất là tính chủ động sáng tạo của người đọc, và thứ hai là tính khách quan. Tính chủ động và sáng tạo của người đọc là gì? Là mỗi người đọc khác nhau thì sẽ có những cách hiểu, những cách lý giải, những cách tưởng tượng về tác phẩm khác nhau. 1.000 người đọc truyện Kiều thì sẽ có 1.000 bức chân dung cô Kiều khác nhau, tùy thuộc vào mỗi người đọc. Nhưng mà bên cạnh đó thì quá trình tiếp nhận cũng có tính khách quan, có nghĩa là không phải muốn suy diễn tác phẩm như thế nào cũng được, không phải muốn xuyên tạc tác phẩm như thế nào cũng được, mà nó phải tuân theo quy luật của văn bản và những cái ý đồ của tác giả. Như vậy thì nếu như chúng ta đưa ra một bức tranh cô Kiều xấu xí hay là một cô Kiều da đen thì rõ ràng rất là khó được chấp nhận, bởi vì trong tác phẩm truyện Kiều, Nguyễn Du miêu tả rất là rõ một cô Kiều sắc sảo mặn mà, làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém say, thì không thể nào vẽ một bức chân dung xấu xí được. Như vậy thì những yếu tố nào quyết định tính chủ quan của việc tiếp nhận? Nó có rất là nhiều yếu tố, mình có thể trình bày ở đây, liệt kê một số yếu tố tiêu biểu. Ví dụ trình độ. Trình độ có thể là trình độ về học vấn, hoặc là trình độ về kinh nghiệm sống. Những cái cấp độ về học vấn khác nhau, những cái kinh nghiệm sống khác nhau, những cái vị trí xã hội khác nhau, nó sẽ quyết định cái việc đọc tác phẩm rất khác nhau. Cái thứ hai là kinh nghiệm thẩm mỹ. Kinh nghiệm thẩm mỹ tức là cái người đó có hay đọc tác phẩm văn học hay không, có kinh nghiệm đọc những tác phẩm cùng thể loại này hay không, có hiểu biết về thể loại, về đề tài hay không, có biết cách tìm những cái chi tiết và sâu chuỗi chi tiết để hiểu được tác phẩm hay không, vân vân. Thì càng đọc thì kinh nghiệm thẩm mỹ của người chúng ta càng ngày càng phát triển. Thứ ba, ý thức hệ. Mỗi người thì đều bị chi phối bởi một hệ thống tư tưởng, và ý thức hệ đó sẽ quyết định cách đọc. Ví dụ, những người thuộc ý thức hệ Nho giáo thì rất là bài bác Thúy Kiều. Họ cho rằng là chân chuyên cho đáng kiếp tả dâm. Nhưng mà những người thuộc ý thức hệ của thế kỷ 21 hiện đại ngày nay chẳng hạn, thì lại thấy rằng Thúy Kiều là một cô gái rất là tuyệt vời, và thấy rất rõ Thúy Kiều qua lăng kính của chủ nghĩa nhân văn. Như vậy thì mỗi ý thức hệ khác nhau có thể quy định cái cách chúng ta đọc tác phẩm văn học. Thứ tư là sở thích. Mỗi người có một sở thích khác nhau thì cũng sẽ quyết định xem là cái cảm nhận đánh giá với tác phẩm khác nhau. Và còn nhiều yếu tố nữa chúng ta vẫn có thể liệt kê tiếp. Vậy những yếu tố nào quyết định tính khách quan của việc tiếp nhận? Đó là yếu tố ngữ cảnh. Ngữ cảnh tức là những gì giúp cho chúng ta có thể hiểu thêm về văn bản, và có ba loại ngữ cảnh mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất là ngữ cảnh văn bản. Tức là gì? Là việc đọc một tác phẩm văn học thì nó phải dựa vào văn bản, dựa vào những gì được viết ra. Nó không thể là một suy diễn mà nằm ngoài những gì được viết, nằm ngoài logic của những gì được viết. Nếu như cái ngôn ngữ viết rành rành ra như vậy mà chúng ta suy diễn cách ngược lại thì rõ ràng là
không thể chấp nhận được. Ví dụ Nguyễn Du đã viết là làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém say, thì dứt khoát Thúy Kiều phải đẹp. Khó có thể hình dung rằng là Thúy Kiều xấu như là Thị Nở. Ngữ cảnh thứ hai là ngữ cảnh sáng tác. Có nghĩa là khi nhà văn sáng tác thì họ luôn có một ý đồ, họ luôn có một cái dụng ý nghệ thuật, và tác phẩm Đứa Con Tinh Thần của họ thì thường cũng sẽ nằm trong một cái trường thống nhất với ý đồ nghệ thuật đó. Ví dụ như là nhà văn Kim Lân khi mà viết tác phẩm Vợ Nhặt thì ý đồ của ông đã được ông trực tiếp nói ra, đó là từ những cái cảnh ngộ tăm tối của nạn đói thì ông vẫn muốn nói về sự sống, muốn nói về tình người và muốn vực con người sống dậy. Như vậy thì rất là khiên cưỡng nếu như chúng ta cho rằng những cái trang văn mà miêu tả cái hình dạng của nhân vật Tràng hay là cái vẻ bên ngoài của Thị là một sự khinh miệt con người. Bởi vì rõ ràng là cái ý đồ của nhà văn không phải là như vậy, và thực tế khi nhà văn kiến tạo nên tác phẩm thì nó cũng nằm trong ý đồ ấy. Nếu như chúng ta đọc đầy đủ và cẩn thận thì rõ ràng rất là khó để chấp nhận cái quan niệm là phỉ báng con người. Nhưng mà như vậy thì nó dẫn tới một vấn đề, đó là không phải là nhà văn nói gì thì tác phẩm sẽ tuân theo như thế. Không phải là anh ta đã viết xong một tác phẩm rồi, sau đó thì anh ta có thể muốn nói gì cũng được. Bởi vì tác phẩm khi mà sáng tác xong thì nó có đời sống riêng. Lấy một ví dụ là tác giả J.K. Rowling của bộ truyện Harry Potter, thì cái tác phẩm này đã hoàn tất 7 tập bộ tiểu thuyết và nó đã hoàn tất rồi. Nhưng mà sau này 5-10 năm thì cô J.K. Rowling cố lại đưa thêm ý kiến về về các chi tiết trong tác phẩm khi đưa thêm những cái tình tiết khác. Nhưng mà những tình tiết ấy thì cô không hề cài trong tác phẩm trước đây, và dường như rất là khó để tìm thấy những cái chỗ mà cô ấy hàm ý về cái việc đó. Cho nên fan của bộ truyện này sau này trước những cái tuyên bố đó thì họ cảm thấy rất là khó chấp nhận. Như vậy thì mình thấy rõ ràng ngay quá trình tiếp nhận và đời sống của văn học nó có một cái đời sống riêng của nó nữa. Mà khi tác giả sáng tác xong rồi, không phải anh ta tùy tiện muốn nói gì thì tác phẩm phải theo như thế. Và cái thứ ba, ngữ cảnh rất quan trọng, đó là ngữ cảnh văn hóa. Có nghĩa là gì? Khi mình đọc một tác phẩm văn học thì phải đặt trong cái trường văn hóa của nó, cái bối cảnh văn hóa của nó thì mới có thể cắt nghĩa nó một cách đúng đắn. Ví dụ khi đọc các tác phẩm văn học trung đại thì phải hiểu được những cái nét văn hóa của trung đại thì mới cắt nghĩa được. Ví dụ mình đọc đoạn trích Trao Duyên của truyện Kiều thì mình rất là dễ cảm thấy là khó chấp nhận được. Tại sao Thúy Vân lại chấp nhận là nhận cái mối duyên của Kim Trọng? Tại sao Kiều lại ép uổng em như thế? Tại sao không chỉ đơn giản là chia tay thôi? Tại vì gặp nhau và biến cố và chia tay nhau thì trong quan niệm của người hai thế kỷ 21 bây giờ rất là bình thường. Nhưng mà ở bối cảnh lúc ấy thì nó không phải là như vậy. Bởi vì thời trước khi mà nói cái chuyện là đã đính ước với nhau thì nó không chỉ là chuyện tình cảm mà nó còn có chữ nghĩa nữa. Cái nghĩa đó rất quan trọng. Cho nên Kiều có thể phụ tình Kim Trọng nhưng không thể phụ đi cái nghĩa đó được, và phải trao duyên cho Vân là em của mình, bởi vì chính cái người em đó mới có thể xứng đáng để nhận cái nghĩa đó. Và chính trong cái tình cảnh như thế, chị đã phải bán mình chuộc cha để làm trọn vẹn nghĩa với gia đình, thì em đành phải nhận mối duyên đó để trọn vẹn nghĩa với chị. Và đây là thuộc về văn hóa, cho nên là mình sẽ thấy rằng là đoạn trích đó nếu như đặt vào bối cảnh văn hóa lúc bấy giờ thì nó không có gì khó hiểu. Ví dụ khác, khi em đọc thơ haiku thì em phải đặt nó vào trong các cảm thức thẩm mỹ của người Nhật để có thể cắt nghĩa được cách cảm và cái nhân sinh quan, thế giới quan của người Nhật trong các cái tác phẩm thơ haiku đó. Bây giờ mình cùng đến với phần vận dụng. Thầy thấy là ở trên mạng người ta rất là hay lan truyền cái ảnh này. Đây là ảnh phỏng vấn nhà thơ Thanh Thảo khi ông nói về quá trình ông sáng tác bài thơ đàn guitar của Lorca. Thú thật, khi tôi viết tôi cũng có ý đồ nghệ thuật gì. Những từ tượng thanh này đến là vô thức và tôi viết ra như thế thôi. Tất cả những gì chúng ta phân tích về bài thơ đều đến sau khi bài thơ đã hoàn chỉnh. Còn trong khi sáng tác thì tôi không nhằm mục đích gì cả, sướng thì viết thế thôi. Một cái hình chế khác, chiếc lá rơi, nhà văn là chiếc lá rơi, học sinh là lá rơi, với giáo viên là nỗi lòng buồn bã của tác giả dâng lên đến tột cùng được gợi tả qua hình ảnh chiếc lá rơi. Và từ những cái hình chế này thì có một số comment như sau. Còn mấy thánh phân tích quá bá đạo, đến tác giả cũng chưa nghĩ đến cái đó. Đúng rồi, các nhà thơ nhà văn viết cốt nhất đọc là để hay thôi. Người chuyên phê bình văn học thi ca mới là bọn có óc siêu tưởng phong phú phân tích về nghệ thuật. Bởi ta nói, bài thơ, bài văn của chính tác giả sáng tác có khi còn không tự hiểu ý nghĩa sâu sắc thâm thúy bằng các thầy cô và bộ giáo dục. Nếu như là các em dựa vào những gì chúng ta đã học về quá trình tiếp nhận thì các em sẽ đối thoại lại với những cái comment này như thế nào? Và câu hỏi mà chúng ta rất cần trả lời đó là
Nếu ý người đọc khác ý của nhà văn thì phải chăng nội dung đó không thể chấp nhận được? Ý người đọc trong cái những ví dụ chúng ta vừa nêu chính là thầy cô. Thầy cô chính là một chủ thể đọc, và những cái điều họ đưa ra là những cái điều mà họ đã tiếp nhận từ tác phẩm đó. Và như thế thì liệu rằng nó có chấp nhận được không? Khi mà một nhà thơ như Thanh Thảo bảo là khi tôi viết tôi chả có ý đồ gì cả, nhưng mà thầy cô lại viết ra rất nhiều những lời phê bình sâu sắc về tác phẩm đó, vậy thì phải chăng những lời đó là chém gió, là không chấp nhận được? Em hãy dùng những cái kiến thức về tiếp nhận mà chúng ta vừa trao đổi với nhau để lý giải vấn đề này. Ở đây em có thể pause lại clip để chia sẻ suy nghĩ với các bạn. Mình cùng đến với phần 3, các cấp độ của quá trình tiếp nhận. Như vậy thì quá trình tiếp nhận trải qua những cấp độ nào? Quá trình tiếp nhận trải qua những cấp độ như sau. Đầu tiên mình sẽ đọc ngôn từ, sau đó mình sẽ đọc hình tượng, mình thứ ba mình sẽ đọc kết cấu, sau đó mình đọc tư tưởng, và cuối cùng là vận dụng. Bước đầu tiên là mình đọc ngôn từ, tức là lúc này mình phải là một người biết chữ, và mình phải có trình độ để đọc hiểu được những cái gì mà nhà văn viết ra ở cái mức độ ngôn từ, ở cái tầng nghĩa đen lẫn cái nghĩa bóng, những cái nghĩa ẩn dụ, hoán dụ, những cái nghĩa tượng trưng, vân vân. Khi mình bắt đầu thâm nhập được vào ngôn từ thì đó là lúc mình chuyển tiếp sang bước thứ hai là đọc hình tượng, tức là để cho những gì mà nhà văn miêu tả được tái hiện lại trong cái trí tưởng tượng của chúng ta, những không gian, thời gian, con người, sự việc, giống như một cái thước phim trong tâm trí của chúng ta. Và khi đọc tác phẩm, ta trải nghiệm những cái cảm giác đó, ta như sống trong cái thế giới mà tác phẩm đó tạo ra cho ta. Thứ ba là đọc kết cấu. Mỗi tác phẩm nó sẽ có những cái sắp xếp rất là khác nhau, những cái cách sắp xếp, những cái cách sắp đặt các tình tiết rất khác nhau. Thì một lần nữa, sau khi mình đọc hình tượng xong, mình quay trở lại đọc lại tác phẩm, mình chú ý vào những cái chi tiết lặp đi lặp lại, những chi tiết tương phản, hay là những cái cách sắp đặt khác, như là cách sắp đặt kết cấu tổ ong, cách sắp đặt kết cấu đồng hiện, cách sắp đặt kết cấu vòng tròn, cách sắp đặt kết cấu phân mảnh, vân vân. Và mình xem là cái cách mà sắp xếp như thế thì nó sẽ tạo ra những cái ý nghĩa gì. Ở cái mức độ thứ ba này thì chúng ta đã phải có những cái kiến thức về tác phẩm văn học và lý luận văn học để mình có thể đọc sâu hơn. Ở cấp độ thứ tư là cấp độ đọc tư tưởng chủ đề. Sau khi mình đã xem hết tất cả những cái sự sắp xếp và mình bắt đầu đến bước này, mình sẽ rút ra tư tưởng chủ đề, thông điệp mà tác phẩm gửi gắm. Vậy thì cái thông điệp rút ra là gì? Mình phải suy luận ra được, mình phải phân tích, mình phải tổng hợp ra được những cái ý nghĩa đó. Nó có thể là những cái cảm xúc, những cái cảm xúc muốn truyền tải tới người đọc. Nó có thể là chúng ta đối thoại lại với người viết về những điều mà ta đồng ý, những điều ta không đồng ý, hay là những điều ta muốn tác giả viết thêm. Nó có thể là những cái phát kiến của ta về những điều mà nhà văn nói. Nó cũng có thể là những cái suy ngẫm mà trăn trở. Có những tác phẩm nó sẽ chẳng có một câu trả lời nào cả, mà động lại cho người đọc là những câu hỏi, và ta tiếp tục hỏi, tiếp tục trả lời những câu hỏi đó, suy ngẫm về những câu hỏi đó, và ta trăn trở về những câu hỏi đó và tiếp tục nghĩ về nó trong cuộc sống của chúng ta. Cấp độ cuối cùng là khi mình đã đóng trang sách lại thì việc tiếp nhận nó vẫn chưa chấm dứt, mà lúc này ta bắt đầu lĩnh hội, và những gì ta lĩnh hội và ta đọc được bắt đầu theo ta đi vào cuộc sống. Đó là một quá trình trưởng thành không ngừng. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng là việc đọc một tác phẩm văn học thì dường như không phải đọc một lần là xong, mà thường người ta sẽ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc một cách khác nhau. Khi thì người ta đọc chú tâm vào hình tượng để biết xem là chuyện kể về cái gì chẳng hạn. Khi thì người ta bắt đầu đọc lại và phân tách các chi tiết, các tình tiết để xem là chúng được sắp xếp như thế nào. Người ta có thể vẽ ra một cái sơ đồ mạch không gian, sơ đồ mạch thời gian để người ta xem là việc sắp xếp đó có ý nghĩa gì. Và sau khi rút ra những ý nghĩa đó xong thì người ta xem là cái thông điệp tư tưởng chủ đề muốn gửi gắm ở đây là gì, và nó tiếp tục theo họ vào trong đời sống của họ. Như vậy thì nó cứ thế thành những cái vòng xoắn ốc, và cái việc đọc cứ phát triển mãi. Chúng ta thấy tác phẩm là thú vị bởi vì lần nào đọc ta cũng thấy những cái điều mới mẻ về tác phẩm đó. Đến đây thì mình có một bài tập vận dụng. Em thử trả lời câu hỏi xem là sự chủ động sáng tạo của người tiếp nhận sẽ được thể hiện như thế nào qua 5 cái cấp độ tiếp nhận mà mình vừa nêu. Em có thể pause clip này để chia sẻ suy nghĩ của em với các bạn. Như vậy chúng ta thấy mỗi trang sách mở ra là một cánh cửa để những thế giới mới, đầy những điều mới mẻ, đầy những điều hấp dẫn, đầy những điều thú vị, mà quá trình tiếp nhận chính là chìa khóa để chúng ta bước vào những thế giới ấy. Những trang sách đã mở ra, em đã sẵn sàng hay chưa?
Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học thật là tốt và đừng quên theo dõi blog chuyên văn để xem những bài học tiếp theo các em nhé.